đây là hình ảnh các cầu thủ dự bị của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quan nhé. Mình sorry các bạn vì thông tin rồi. Hiện tại thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang đứng vị trí đầu bảng, mặc dù có 24 điểm cùng số điểm với Viettel Thanh Hóa, nhưng Viettel Thanh Hóa thì đã đá 14 trận rồi, và trận hôm nay là trận thứ 14 của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hiện tại thì cổ viên đang di chuyển tới sân A Đông. Tiến Dũng. Rafael. Trước mặt chúng ta chính là Rafael. Quang Hải. Có thể thấy là những pha xử lý rất là kỹ thuật của Quang Hải. Văn Hậu. Trở lại với V-League thì Quang Hải lại có số áo 19 quen thuộc của mình. Anh được đăng ký 2 số áo 18 với giải vô địch cúp quốc gia, còn đây là giải vô địch quốc gia, kia là cúp quốc gia. Còn trước mặt chúng ta thấy là Bùi Tiến Dũng và Philip Nguyễn. Ở phía xa là các cầu thủ của Công an Hà Nội đang tập di chuyển để xử lý bóng nhanh. Đây là phần khởi động tranh chấp trong cự ly hẹp. Chuyển phía bên kia, Quang Hải, Quang Người, một cú gót lại cho Bùi Tiến Dũng. Sau phần khởi động với màn tranh cướp bóng trong cự ly hẹp thì các cầu viên lại đến giãn cơ. Thank you.
tiếp tục rồi các bạn. Quang Hải cắt bóng, bán hậu, và để cắt bóng rồi. Với màn khởi động này sẽ chia ra thành hai, một đội có mặc áo bít và một đội không. Quang Hải đang cùng phía đội với Văn Hậu. Văn Thanh mất bóng rồi, Quang Hải cắt đầu bóng. Bùi Tiến Dũng rất tốt, phản ánh và sự phản xạ rất tốt. Và giờ đến Phi Đông Nguyễn. Bóng rất mạnh vào góc xa. Phi Nguyễn đã bó tay rồi. Tuyệt vời, phát xạ cực tốt các bạn ạ.